chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin trình bày một mạch đèn quảng cáo căn bản chạy hai chế độ, một chế độ chạy tự động và một chế độ chạy điều khiển bằng tay. Ở đây đầu tiên cho nó chạy trước và mình dùng put on put off công tắc bit đi không chấm không này, bấm lên bắt đầu cho nó chạy. Ở đây là chế độ hiện giờ là chạy tạm gọi là bằng tay, tức là mình điều khiển một chế độ là điểm sáng chạy khi công tắc Y0.0 mình chưa bật. Bây giờ mình bật thì nó sẽ là điểm tối chạy. Điểm tối chạy thì điểm tối này chạy từ trái về phải, và bất chấp công tắc Y0.1 này mình bật thì mình bật Y0.2 thì nó sẽ chuyển qua cái kiểu đèn sáng thứ ba. Điều này thì sẽ nó tắt dần ở hai đầu và đi vào, rồi sau đó cái lần lượt nó tắt dần đi vào trong tâm. Ở đây là ba kiểu đèn. Bây giờ nếu mà mình bấm vào công tắc Y0.3 này thì nó sẽ cho chạy tự động ba chế độ, và bất chấp công tắc bit Y0.2, Y0.1 bật hay không quan trọng, mình phải tắt thì nó vẫn đang chạy chế độ. Hiện giờ thì nó đang hoạt động ở trạng thái là điểm sáng chạy từ phải sang trái, và mỗi lần như vậy nó quét là 3 lần, mỗi lần là tương đương là 8 giây. Lần này là 3, và sau đó nó sẽ chuyển qua điểm tối chạy và cũng là một chu kỳ là 8 giây, mình cho chạy 3 tua như vậy. Và bây giờ thì nó chuẩn bị cái tour cuối của cái điểm tối chạy, và nó chuẩn bị chuyển qua trạng thái là tắt từ hai đầu đi vào trong tâm, và nó cũng quét 3 lần. Cứ mỗi kiểu đèn nó sẽ tự động quét 3 lần, cứ lần lượt như vậy. Hết 3 lần này sẽ quay lại cái mốt đầu. Bây giờ nó trở về mức đầu, mình có thể tắt chế độ tự động mà trả về đến mức đầu này. Còn nếu mình không muốn cho nó hoạt động nữa, mình push off cái này, off hết. Rồi, như vậy là phần đầu mình đã cho hoạt động của cái mạch điện trước đã. Bây giờ bắt đầu mình đi vào trong cái phần lập trình. Thì để làm được cái bài này thì ở đây xin trình bày là mình sẽ làm hai cái phân sân 1 và phân sân 2. Thì phân sân 1 thì nó chỉ là một cái mạch push on push off như mọi lần. Đây là phân sân 1 đó, push on push off. Và còn cái phân sân 2 thì đây là cái bộ điện thì mình cài, mỗi đèn nó hoạt động, mỗi ngõ ra nó hoạt động 1 giây, và tổng cộng như vậy một chu kỳ đó là 8 giây. Như vậy mình có hai function này rồi. Bây giờ mình lại quay trở về cái main. Thì cái main đầu tiên thì cái function 1 thì mình đã biết rồi, thì nó lấy cái mạch put on put off, và mình lấy cái ngõ ra là M0.3 để khởi động. Còn cái function 2 thì mặc định đó là cái bộ định thì mà lần lượt mỗi ngõ ra nó cho sáng là 1 giây. Và ở đây mình sẽ dùng ba cái relay trung gian là M10.0 và M10.1, 10.2 để nó chuyển chế độ là từ tay qua tự động. Thì đây là cái cách để nó từ bằng tay qua tự động. Thì mỗi cái quay lại từ đây, thì đây là bằng tay, đây là tự động bên dưới, lần lượt như vậy. Rồi đó ba mạch. Sau khi mình có được ba cái mạch điều khiển này rồi thì giờ mình sẽ khởi tạo cái mạch tự động. Thì ở đây mình cho mỗi chu kỳ nó là 25 giây, nó hơn kia 1 giây. Cái này thì tùy mình thôi, cái này mình muốn bao nhiêu cũng được. Đây lấy tượng trưng cho số trắng vậy.
thì như vậy hết chu kỳ, một chu kỳ tự động đó là 75 giây, trong đó nó có 3 trạng thái bóng đèn. Và cuối cùng ở đây thì bắt đầu lần lượt mình dùng các mức logic để mình giải quyết cái bài toán là các cái mạch điều khiển cho các cái ngõ ra theo đúng cái yêu cầu. Thì đầu tiên là nó sẽ sáng, điểm sáng nó sáng từ phải sang trái mà, cái Q0.0 này sẽ được biết cho nó sáng đầu tiên, rồi lần lượt đến Q0.1. ở đây mình dùng mỗi cái tương đối một chút để tham khảo thôi. Q0.2 rồi xuống Q0.3 và xuống Q0.4, Q0.5, Q0.6, sáu xin lỗi, cho đi nhanh quá, sáu rồi trở lại khi và cuối cùng là Q0.7. Như vậy thì phần trình bày của cái mạch đèn trang trí quảng cáo lần này thì tương đối đơn giản, nhưng mà dù sao cũng cho thấy ứng dụng của nhiều chức năng. Bài trình bày đến đây là hết. Xin hẹn mọi người bài sau.